Em có một chuyện em rất là thắc mắc, đấy là khi mà xem phim hành động ấy ạ, có nhân vật mà dẫm phải mìn chẳng ạ, thì khi mà dẫm phải mìn là mìn đã bị kích hoạt rồi, nhưng mà nó lại không nổ ngay, tức là cứ đứng im như thế thì nó không nổ, mà đến lúc mình nhấc chân ra thì nó mới nổ. Don't move. You move, we die. Thì cái đấy có phải sự thật không ạ? Có phải là mình cứ đứng im như thế thì mình sẽ sống được không ạ? Xin chào các bạn, mình là Nguyệt đây. Và đây là chương trình KCC kết nối của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam. Bây giờ bọn mình đang có mặt tại văn phòng Coi Ca Việt Nam. Chiều nay bọn mình sẽ cùng với đoàn đánh giá dự án của Coi Ca bay đến Quảng Bình cho chuyến nghiệm thu dự án khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Nếu mà các bạn tò mò một chuyến nghiệm thu dự án diễn ra như thế nào thì có thể theo chân bọn mình nhé. Nhắc đến bom mìn thì chắc các bạn có cảm giác đây là một câu chuyện mà nó đã rất là dĩ vãng rồi đúng không? Tại vì ở thành phố Hà Nội phồn hoa và nhộn nhịp này thì dường như chiến tranh đã lùi xa đến độ không còn một chút dấu vết nào cả. Nhưng mà chỉ cần chúng mình di chuyển vài trăm km đến các tỉnh miền Trung thôi thì các bạn sẽ cảm nhận được ngay là thời gian không hề trôi qua nhanh đến như thế. Mặc dù chiến tranh đã khép lại ở Việt Nam hàng chục năm qua, nhưng mà các bạn tin được không, có cả 100,000 người đã bị thiệt mạng hoặc là bị thương do những cái vật liệu nổ vẫn còn tàn dư trong lòng đất. Và các tỉnh miền Trung là một trong số những cái vùng mà bị ô nhiễm bom mìn nặng nhất. Tuy nhiên là Việt Nam chúng ta không hề đơn độc trong cuộc chiến với bom mìn này. Mà từ năm 2018 thì chính phủ Hàn Quốc đã thông qua Coi Ca để viện trợ Việt Nam 20 triệu USD để thực hiện dự án Hàn Quốc-Việt Nam chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, được gọi tắt là dự án KVMAC. 20 triệu USD là bao nhiêu tiền Việt nhỉ? 450 tỷ. Right. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 네. Thực ra lịch làm việc hôm nay cũng rất là dài nha các bạn. Đi đến Coi Ca ghi hình này, rồi vào họp, rồi di chuyển đến UNDP, rồi vào họp, rồi ghi hình. Rồi lại di chuyển đến VNMAX, rồi ghi hình, rồi vào họp, xong xuôi hết mới được ra sân bay nha các bạn. Ủa khoan đã, sao phải đi vòng vòng hết một cái Hà Nội như thế? Là tại vì dự án có sự hợp tác của rất là nhiều bên. Trong đấy chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP là cơ quan giám sát, Bộ Quốc phòng Việt Nam là cơ quan chủ quản, và Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam VNMAX là chủ dự án. Rồi trước khi đi nghiệm thu thì mình phải biết rõ là rốt cuộc khắc phục hậu quả bom mìn là làm những cái gì đúng không? Thì phần trọng điểm nhất của dự án là giả phá bom mìn nha các bạn. Tức là dê cái máy dò bom mìn trên từng cm đất như thế này để tìm kiếm, thu gom và tiêu hủy bom mìn á. Tiện thể nếu mà các bạn thắc mắc là mìn ngoài đời có giống như mìn mà các bác đạo diễn trồng ở trong phim hành động không, thì đây là câu trả lời nha. Chúng ta dẫm lên mìn mà đứng yên tại chỗ mà nó không nổ được ấy, thì đúng là không diễn tưởng. Dạ. Đấy là do các cố vấn chuyên gia mà để chúng ta xây dựng các cái hình ảnh trên phim mà nó không chính xác. Tức là làm cho người xem có cảm giác kiểu hồi hộp hơn. Chứ có thể nó kéo dài ra. Dạ vâng. Chứ không phải là không, chúng ta không nhấc chân ra thì nó bị. Dạ vâng. Cái quá trình giả phá bom mìn đấy nó rất là nguy hiểm đúng không ạ? Như chúng ta đã biết là bom mìn là các loại vật liệu nổ nguy hiểm. Dạ mà vâng. Chúng ta khi đã tiếp xúc nó hoặc có những cái hành động mà để gây mất an toàn, chúng ta không thể rút kinh nghiệm được. Dạ vâng. Cho nên trong cái giả phá bom mìn thì bọn mình xác định được là đây là một công việc cực kỳ nguy hiểm. Tất cả các cái hoạt động từ công tác chuẩn bị cho đến công tác tiến hành trên thực địa đều được tiến hành một cách rất khoa học và hết sức chặt chẽ. Mọi người vẫn hay bảo lực lượng công binh giả phá bom mìn là lực lượng không có thời bình á các bạn, tại vì phải đối mặt với rủi ro và nguy hiểm hàng ngày và hàng ngày luôn. Rất vui là Hàn Quốc và UNDP đã hỗ trợ chúng ta rất là nhiều trong cuộc chiến xử lý bom mìn này, và đây thực sự là nguồn viện trợ rất là đáng quý đối với Việt Nam đúng không các bạn? Dự án KVMAP đã được thực hiện tại cả hai tỉnh Bình Định và Quảng Bình. Và sau một ngày dài thọc lòng như cây cầu Sài Gòn thì 4 giờ chiều chúng mình đã có mặt ở sân bay để chuẩn bị đi Quảng Bình lần này. Bay chưa đầy một tiếng mà chuyện sốc nhất là lúc cất cánh trời nắng chang chang mà chợp mắt phát mở ra thấy bên ngoài tối thùn lùn lùi rồi. Các bạn thấy phía bên dưới là biển không? Đến đồng hới xinh đẹp đấy. Bọn mình đã đến Quảng Bình rồi các bạn ạ. Bay còn buổi sáng bây giờ đến buổi đêm rồi. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ đi về khách sạn để nghỉ và bắt đầu lịch trình, chuẩn bị cho lịch trình ngày mai. Chuyện kỳ diệu nhất là đây là mặt mình khi mà ở Hà Nội, còn đây là mặt mình khi ở Quảng Bình. Nãy giờ hít được miếng gió biển là mặt đứa nào đứa đấy thêm mặn mòi phớn phở. Cơ mà hết giờ làm việc rồi vẫn áp lực quá trời, trọng trách đặt lên vai bọn mình lúc 8 giờ tối là phải ăn hết cả cái bàn ăn này. Tôm, hàu, ngao, mực Quảng Bình con nào con ấy bự chả bá lửa, mà nó ngon gì đâu. Mm.
Thành phố Đồng Hới về đêm cũng rất là đẹp và phồn hoa nha các bạn. Cái gì đặc trưng nhất ở đây? Đây thì dưa trên thì cũng cây dừa. Cây dừa trên cột điện mà. Trên cột điện nhá. Trên cột điện nhá. Rất nhiều luôn đấy. Hoa hồng. Camera. Hoa hồng. Hoa này nó có ý nghĩa gì ạ? À? Tại vì người ta tí Đồng Hới như một dù hoa hồng. Anh ở đây có hai cây hoa. Có hai cây hoa. Hiểu rồi. Bình thường là vốn nó mát mẻ như này hay là dạo này mới mát như thế này ạ? Không bao giờ mùa hè đến nơi. Hà Nội cũng mới có như vậy. Chú lái xe điện dễ thương quá trời nhưng mà chú gian dối lắm nha. Chú bảo là có gió mùa đông bắc nhưng mà buổi sáng Quảng Bình nắng khi mồ luôn này. Ui nắng ghê. Sau bữa sáng thần tốc ở tầng 1 khách sạn thì 8 giờ chúng mình bắt đầu xuất phát. Địa điểm nghiệm thu sáng nay ở xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Nghe nhiều vần ích là biết non nước hữu tình rồi đúng không? Khác với thành phố Đồng Hới náo nhiệt thì đường đi Vạn Ninh núi non chập trùng. Cây cối xanh bát ngát. Các bạn ơi, lịch làm việc buổi sáng hôm nay của chúng mình là đến thăm những cái vùng đất mà đã được giả phá bom mìn rồi và hiện tại đang được đưa vào sử dụng á. Thì bây giờ mọi người đang phỏng vấn chủ của vùng đất ở đây và có bác trưởng thôn đây nữa các bạn ạ. Thực sự là mọi người đều rất là háo hức muốn tận mắt nhìn xem là trên những mảnh đất mà đã được giả phá sạch bom mìn thì có những thay đổi như nào. Đó, các bạn thấy không, cả khu này đã được trồng mãng cầu thái rồi này. Chờ năm sau quay lại là có trái ăn rồi đó. Mà các bạn tin không, mọi người bảo đất này á, trước kia bom bi nhiều dữ lắm á. Cách đây độ khoảng 500 mét á, là có một cái vụ là hai đứa trẻ khoảng 14-15 tuổi á, nhặt ném bữa nổ thì chết. Trước kia mà chưa ra phá thì cũng đứng cũng e ngại lắm, làm liều thế thôi chứ còn không biết gì đất nó khó hay không. Nhưng mà sau khi được đơn vị bộ đội ra phá xong thì nói chung là bản thân cảm thấy là an toàn. Nghe bác kể mà mình cũng cảm thấy ấm lòng, mong rằng là bác sẽ có một mùa mãng cầu thật là bội thu. Cảm ơn đoàn nha. Sau đấy bọn mình tới một địa điểm khác, nhìn thấy lấp ló trang trại nuôi gà nuôi heo mà lòng hân hoan gì đâu. Ủa bạn kêu vào nuốt cả quả dưa hấu hay sao bự vậy? Trước đấy thì cái vùng đất này thì chú dùng để làm gì ấy chú? Tức là trước khi được giả phá bom mìn ấy. Trước khi giả phá bom mìn thì chủ yếu trồng cây lấy gỗ, trồng cây dược liệu. Dạ vâng, những cây đấy thì hàng năm có kiếm được nhiều tiền không ạ? Cũng không được mấy, nói chung là vừa giá cả thấp vừa là điều kiện các thứ không được mấy. Tại vì nó cũng phải trồng mất lâu năm đúng không chú? 6-7 năm mới thu hoạch được. Thế là bây giờ thu nhập cũng ổn định hơn chứ? Bây giờ thì hơn nhiều, nuôi gà, nuôi lợn. Dạ vâng. Sản xuất thì trên cái phạm vi này là rất là phấn khởi, không có sợ chi cả, nói chung là đều là tốt cả. Dạ vâng. Yên tâm. Dạ. Rồi các bạn có biết giả phá bom mìn thì mất công tốn sức đến cỡ nào không? Một đội. 25 người. Trên một ngày là được 0,337 hectare. Tức là 3 ngày là sẽ được 1 hectare. Đúng rồi. Dành cho bạn nào mà điểm môn hình học quét sàn và chơi hình dung giá thì sân vận động quốc gia Mỹ Đình là 0,71 hectare. Tức là tất cả 25 người hết 2 ngày mới giả được một sân bóng đá nha. Rồi các bạn có tò mò dự án đã giả phá được tổng bao nhiêu cái sân bóng đá không? 저희가 이 사업을 통해서 16,880 헥타에 달하는 토지에서 탐지와 제거를 했고 그 부분을 이제 빈딩성과 광빈성에서 이제 지역 주민들한테 이제 되돌려 준 부분이 가장 큰 성과라고 생각합니다. 16,880 헥타르면 과연 이게 얼마나 큰 면적인가라는 부분에서 궁금해하실 것 같아요. 그쵸? 저도 잘 이렇게 감이 안 오는데 감이 안 와요. 요즘에 베트남 분들한테 이제 핫한 토픽 중에 하나가 축구잖아요. 아, 축구. 지금 뭐 베트남이 굉장히 잘하고 네. 또 아세안에서 가장 강팀으로 이게 성장을 했잖아요. 그쵸. 축구장 면적으로 환산을 하면 한 2만 개 정도. 2만 개 정도. 네, 2만 개 정도의 면적에 면적이에요. 해당이 됩니다. The project has been implemented in two provinces that were very contaminated by unexploded ordnance, and those are Quảng Bình and Ninh Bình. Yes, exactly. And I think some of the most rewarding moments have been once the land is cleared. And then it's made available to villagers who can then use it for their own development. So we're very pleased so far with the implementation and very honored also
that the project was commended by the UN Secretary General, Antonio Guterres, in his report on mine action that was issued in 2021. Also, the government of Vietnam at the highest levels and witnessed by the Prime Minister Phan Minh Chinh was awarded and commended for the contribution to mine action in Vietnam. Trời, mình chỉ đến thăm kết quả của dự án thôi đã thấy tự hào gì đâu. Nói chi là những người đã bỏ công sức thực hiện dự án suốt cả mấy năm qua đúng không các bạn? Đó, trong lòng phấn khởi hân hoan lắm, nhưng mà có một vấn đề là bữa sau rút kinh nghiệm xí thuốc chống muỗi nha. Đứng trước loài muỗi tất cả người đều bình đẳng nhau hết á. Người Hàn, người Việt, già trẻ, nam nữ, MC, giáo sư, tiến sĩ đổ. Rồi ai cũng sẽ bị muỗi cắn cả thôi. Sau đấy chúng mình tiếp tục được tới thăm một trang trại nuôi heo đang trong quá trình xây dựng. Mọi người chạy tọt vào liền chứ ai rảnh đứng ngoài để thành khu mực một nắng đâu. Đố mọi người biết đây là cây gì. Nhìn xa từng cây sắn nhưng mà nhìn gần hóa ra là cây sắn. Còn thực ra ở đây mọi người gọi là cây khoai mì á. Sau mọi người lại tiếp tục phỏng vấn chủ trang trại này. Thực ra đến Quảng Bình nghiệm thu đợt này thì không chỉ có đoàn của mình mà còn có một đoàn nữa khảo sát công tác hỗ trợ tặng nạn nhân tai nạn bom mìn á, còn nói lẹo cả nữa. Nhân tiện tìm được chỗ bắt mẻ, background ngồi bá cháy góc mọi chết cho nên bọn mình ngồi hỏi chuyện luôn này. Kevin Mac Project 수행하시면서 지뢰 불발탄 제거 많이 아닌 피해자분들을 위한 그런 지원 사업도 하셨잖아요. 이에 대해 소개 부탁드려요. 저희가 실은 이제 저희 사업 컴포넌트가 되게 여러 가지인데 그 중에 이제 하나가 이제 피해자 지원 파트도 있고요. 네. 여기서 실은 이제 가장 큰 성과 중에 하나가 그 불발탄 생존자를 포함한 저희가 장애인 7만 5천여 명의 그 정보를 등록하고 관리할 수 있는 시스템을 만든 겁니다. 저희가 이 시스템에다가 뭐 장애 유형, 그다음에 이제 이분들이 필요로 하는 이제 지원이라든지 이런 부분들을 다 시스템으로 관리해서 체계적으로 네네네. 관리할 수 있는 거죠. 네네. 그리고 저희가 또 이제 그 불발탄 생존자분들 대상으로 해서 이제 기초 건강 검진을 실시하고 실은 이제 이분들 중에는 이제 그 사고로 팔이나 다리를 잃으신 분들이 있으셔서 저희가 그 결과 한 178명 정도 되는 이제 분들께 의수라든지 이제 의족을 이제 지원을 해드렸고요. 네, 여러분 이거 정말 그 피해자분들이랑 그 가족분들에게 정말 필요하고 의미 있는 사업이에요. Giờ thì bọn mình đã kết thúc lịch trình buổi sáng của ngày hôm nay. Cái khúc mà mọi người đi loạn quạng này là mệt rồi này. Đi trên đất liền mà như đi lội sình không bằng á. Mai qua đến giờ ăn trưa được vào quán ngồi đông lạnh cấp tốc chứ không nóng bốc khói đầu. Ăn cạn tàu gió má cái xong bắt đầu đến món tráng miệng đặc sản là bún ngủ. Buổi chiều đi đến sở ngoại vụ mọi người như vừa mới dã đông á. Lịch làm việc của đoàn đánh giá buổi chiều hôm nay đấy là đi đến sở ngoại vụ để gặp gỡ các đại diện của các sở đã cùng tham gia vào dự án KVMAP, ví dụ như là sở giáo dục đào tạo này, sở ngoại vụ và sở lao động thương binh và xã hội. Ủa alo, mọi người, sao mọi người học khí thế vậy? Mọi người không biết buồn ngủ là gì à? Bây giờ mình sẽ đến trường tiểu học các bạn, trường tiểu học Vạn Ninh đúng không? Không nha, đứng chính lại là trường Võ Ninh chứ không phải là trường Vạn Ninh nha. Bọn mình sẽ được thăm một tiết học phòng tránh tai nạn bom mìn của các em ở đó. Các bạn, bây giờ bọn mình đã đến trường tiểu học rồi này. Đây là trường tiểu học Võ Ninh nha các bạn. Đi vào đây là các bạn sẽ nghe tiếng các bạn học sinh kiểu như là đang học bài ấy. Giới thiệu lại cả chị, đấy là một tiết học ngoài khóa phòng tránh tai nạn bom mìn. Bây giờ mời lại cả chị vào tham quan. Dạ vâng. Cả lớp đang chơi rung chuông vàng thì các bạn có nhiều câu hỏi hay cực kiểu khi nhìn thấy người khác cứ bom mìn thì các em phải làm gì? A. Đứng lại xem. B. Rủ thêm các bạn cùng xem. C. Ngăn chặn và báo cho chính quyền địa phương. Rồi ai cũng biết đáp án là C đúng không? Nhưng mà cũng nhiều câu hơi bị khó nha. Các bạn có phân biệt được mấy vật liệu nổ kiểu lựu đạn, đạn cối, bom bi không? Rồi các bạn có biết đây là cái gì không? Thề đời mình lần đầu tiên được nhìn bom 750 bảng Anh luôn á. Đúng là mở mang tầm mắt các bạn ạ. Mọi người có nghe thấy chị nói gì không nhỉ? Có. Chị tên là Nguyệt, chị đến từ Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc. Mọi người có biết đến đất nước Hàn Quốc không nhỉ? Có. Mọi người có thích nhóm nhạc nào ở Hàn Quốc không nhỉ? Dạ. Em Blackpink đúng không? Còn thích nhóm nào không nhỉ? BTS có đẹp trai không? Ở đây cũng có một chú Hàn Quốc này. Chú có thể vào đây trình diện các bạn đúng không ạ? Chú Bunny. Ờ, chú Seo. Ôi, đẹp trai quá. Bạn. Các bạn thấy chú có đẹp trai không? Có. Đẹp quá.
Mặc dù là chú không đẹp trai bằng BTS nhưng mà chú rất là tốt tính và dễ thương. Hôm nay chú mang rất là nhiều quà đến tặng các bạn. Bây giờ chú sẽ phát quà cho các bạn nhé. Mọi người có thích nhận quà không nhỉ? Không biết là các bạn có biết không, chính phủ Hàn Quốc thì đã hỗ trợ tỉnh Quảng Bình của mình rất là nhiều trong việc giả phá bom mìn để chúng mình có thể sống trong một môi trường quá an toàn hơn và không còn bom mìn nữa. Thì bây giờ chị sẽ hỏi một vài câu đơn giản nhé. Ở đây có 3 hình, các bạn có biết cái này là cái gì không? Ui. Đây có bạn đứng lên, có bạn đứng lên à? Đúng rồi em. Là lựu đạn. Lựu đạn đúng không? Lựu đạn đúng không? Bạn sẽ được thêm một món quà nữa. Thế còn cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Ôi giời ơi, thế này biết chọn bạn nào không? Thế bạn này đi. Quả này là quả bom á? Còn đúng là quả bom, bom gì nhỉ? Bom gì nhỉ? Bây giờ làm thế nào để mình phòng tránh được tai nạn bom mìn? Làm thế nào? Bạn này nào? Là kiểm tra những nơi có biển báo, cả biển báo bom mìn. Không được xả đá vào bom mìn. Không được cầm bom mìn lên để chơi. Đúng rồi. Là không cưa bom mìn. À không cưa bom mìn. Mình không được cưa bom mìn đúng không? Mình có được đứng xem người khác cưa bom mìn không? Được xem người khác cưa bom mìn là phải đi bảo cho người lớn biết để. Rồi các bác lãnh đạo ở chính quyền đến để quản lý và xử lý đúng không? Bạn này trả lời giỏi quá. Việc giảng dạy nguy cơ bom mìn cho các em rất là cần thiết. Bởi vì dù các em đã nhận diện được bom mìn, nhưng mà do các em muốn khám phá, muốn tìm hiểu, hoặc là các em rất là nghịch ngợm, hoặc cũng có thể là vì cuộc sống mưu sinh thì bắt buộc các em phải chấp nhận sự nguy hiểm. 저희가 실은 이제 이런 사고들은 발생을 하고 나면 그 다음에 뭔가 이제 수습을 하는 것보다 이제 사전에 예방이 실은 모든 사고에서는 제일 중요하기 때문에 그러니까 저희가 꽝빈이랑 빈딩 두 개 지역에 한 45만 명 이상 주민이나 학생들 대상으로 45만 명 네네네 450명인가요, đúng không? 네. 저희 대상으로 이제 뭐 이제 다양한 방법으로 이제 그 폭발물이 얼마나 위험한지 그리고 네. 발견했을 때 어떻게 대응해야 되는지 네. 그런 부분에 대한 교육을 했고요. 네. 이게 실은 이제 저희도 교육 들어보면 그냥 앉아서 들으면 지겹잖아요. 그러면 어떤 식으로 하나요? 네, 그래서 이제 저희가 약간 뭐 조금 이제 그 이벤트 느낌으로 이제 퍼레이드 같은 행사도 하고 그리고 학생들은 뭔가 위험을 알리는 뭐 그림 그리기 대회 뭐 이런 것도 하고 저 그런 그림 봤어요. 진짜 잘 그렸어요. 네, 아이들이 이제 그런 부분들은 저희보다 더 잘하는. 네. 그리고 이제 조금 이제 약간 흥미를 주기 위해 뭐 퀴즈쇼 같은 거 통해서 그렇게도 저희가 구성을 했습니다. 그럼 các bạn có tham gia vào những cái hoạt động ngoại khóa học về bom mìn không nhỉ? 네, các em thường được học vào lúc nào nhỉ? 아, 티 sinh hoạt à? Các bạn thấy nó có cần thiết không? 네, có. Các bạn có thấy nó thú vị không? 네, có. Thầy cô dạy dễ hiểu đúng không? 네. Dự án KVMAP đã tổ chức rất là nhiều những cái hoạt động ngoại khóa rồi những cuộc thi giáo dục về nguy cơ tai nạn bom mìn. Bởi vậy mà trẻ em trong độ tuổi đi học tại cả trăm trường tiểu học và trung học tại hai tỉnh Bình Định và Quảng Bình đã trở thành những tuyên truyền viên cực kỳ tích cực để xây dựng một cộng đồng an toàn hơn và không còn tai nạn bom mìn nữa. Cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ em có thể gửi lời chào tới các bạn không nhỉ? Bye bye. Bye bye. 1차 사업이 성공적으로 잘 완료가 됐고 네. 2차 사업은 조금 더 확대해서 좀 더 크게 예, 조금 더 크게 그래서 3개성, 후해성, 빈딩, 그리고 꽝아이성 이렇게 3개성을 대상으로 해서 1차 사업에 이은 성과를 계속 이어나갈 예정입니다. 중행 kết thúc lịch trình khi mà hoàng hôn đang buông cực kỳ rực rỡ trên sông Nhật Lệ. Nhìn Quảng Bình xinh đẹp và êm đềm như này có mấy ai biết là ở đây cũng có những vết thương chiến tranh vừa được chữa lành đúng không các bạn? Không biết là các bạn cảm thấy như nào? Chứ mình được tới đây nghe kể chuyện rồi ngắm nhìn tận mắt thành quả cho sự nỗ lực xuyên biên giới của chính phủ Việt Nam và bạn bè quốc tế. Thực sự là cảm xúc của mình rất là khó tả. Đến Quảng Bình đâu cần đi Sơn Đòn hay là Phong Nha Kẻ Bàng gì đâu. Lần này chỉ cần nhìn vườn mãng cầu này rồi gặp các em học sinh thôi là đã cảm thấy ý nghĩa và vui lắm luôn ý. So you are a famous star. Yeah.